đi. Chắc lúc đấy anh đến trước cô. Và đây là chiếc bánh đã hoàn thành.
năm mới cả nhà nha. Vâng, và đây là mâm mâm cơm đầu năm của nhà tôi. Đi. Có sắc cỏ của cà chua này, có ui, còn có cả dưa hành nữa chứ. Ui, đúng chất của mâm cơm tất niên ngày Tết. À, cái gì nhỉ? Thịt mỡ này, dưa hành này, khâu gối đỏ này. Đây nhà nhá. Vừa ra ngồi đi ăn đã. Chuối này, thịt lợn này. Thôi ra đây, ra đây. Rồi ăn cơm này. Thôi xin mời cả nhà. À nhanh mấy cái đi cơ mà. Bước ra ngoài. Bước ra. Bán bánh trưng. Có chứ, ăn cơ thêm thịt đường được. Review xem chất lượng như nào. Cậu đã ăn được một cụ vịt ngon nào, cậu ăn đi xong cậu cũng phát nhiều cảm nghĩ sao nào? Sao cậu thấy nó vừa chưa, có mặt nhạt gì đâu không? Ngon đấy. Cụ Nhi cụ năm nay là 80 tầm mấy nhỉ? Tám mươi sáu. 86 mùa ăn bánh chưng rồi. Thấy mà. Nó giật. Đúng ra bà là cũng phải nói là trong 86 mùa ăn bánh chưng thì đây là cái bánh chưng mà cụ cảm thấy ngon nhất. Ngon nhỉ. Vâng, mà bây giờ đến lượt tôi sẽ ăn thử xong cái bánh chưng tôi gói xem như là bánh chưng nhé. Wow. Không phải là vì bánh tôi gói nên tôi thấy ngon đâu, nhưng mà thực sự là ngon các bạn ạ. Ok.